giải mã giấc mơ thấy em bé mơ thấy em bé đánh con gì nằm mơ thấy bế trẻ con là điềm gì nằm mơ thấy bế trẻ con là điềm gì đã bao giờ bạn có chiêm bao này và muốn tìm hiểu ý nghĩa của giấc mơ hay chưa hãy theo dõi để được các chuyên gia tâm linh giải đáp bí ẩn giấc mộng này nhé mơ thấy được bế trẻ con mơ thấy được bế trẻ con có phải là một điềm xấu hay không hãy cùng xem các chuyên gia giải mã giấc mơ này và đi tìm câu trả lời chính xác nhất nhé giấc mơ thấy mình được bế em bé là giấc mơ tượng trưng cho một số tính cách của bạn cần rất nhiều tình yêu và sự quan tâm ngoài ra giấc mơ này nói nên rằng một số phần bên trong của bạn vẫn còn non nớt trong một số trường hợp điều này có thể đề cập đến bạn là người thực sự ngây thơ và cả tin giấc mơ được bế em bé có thể là một mong muốn có con hoặc mang thai của bạn thậm chí có thể tượng trưng cho nỗ lực của bạn để mang thai nếu bạn là phụ nữ tương tự như vậy những giấc mơ như thế này có thể là một sự chuẩn bị cho việc có con trong đời thực đôi khi giấc mơ đang bế em bé có thể chỉ ra rằng bạn đang thực sự mang thai ngoài đời mà không biết mặc dù trong một số trường hợp giấc mơ bế em bé có thể thể hiện nỗi sợ mang thai ngoài đời thực em bé trong giấc mơ của bạn sẽ mang lại cho bạn cách nhìn tích cực về việc mang thai và có khả năng thay đổi quan điểm của bạn về vấn đề này trong tương lai hãy chấp nhận cho những thay đổi như vậy giải mã giấc mơ thấy bế trẻ con giải mã giấc mơ thấy bế trẻ con cách chi tiết và đầy đủ nhất hy vọng với thông tin hữu ích này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về giấc mơ mà mình đã gặp xét theo từng bối cảnh trong mơ mà nội dung ý nghĩa được giải đáp từ giấc mơ này cũng sẽ nhiều những chiều hướng khác nhau đa phần thì gợi báo của giấc mơ này thường chỉ ra những sự việc mà bạn cần nên đề phòng trong cuộc sống ở thời điểm tới mơ thấy bế trẻ con chung chung nếu bạn đã nhìn thấy một em bé sơ sinh hoặc em bé trong giấc mơ của bạn tức là bạn đang bế nó trong vòng tay của bạn và giữ nó đây là một dấu hiệu cho thấy trong tương lai bạn sẽ có một bất ngờ hoặc một tin tức bất ngờ thú vị bất cứ điều gì xảy ra trong tương lai sẽ khiến bạn trở thành một người hạnh phúc và mãn nguyện mơ thấy người khác đang bế em bé nếu bạn mơ thấy một em bé được người khác chăm sóc và ôm nó trong tay điều này có thể cho thấy rằng bạn sẽ rất hài lòng với các dự định của mình trong tương lai gần mơ thấy bế một cặp song sinh nếu bạn mơ thấy cặp song sinh đây là một dấu hiệu rất tốt trong thế giới thực điều này có thể có nghĩa là bạn có hai cơ hội thành công trong cuộc sống nằm mơ thấy được bế ba em bé nếu bạn đã mơ ước được bế ba em bé và cố gắng bế chúng điều này có thể cho thấy rằng với một số khoản đầu tư bạn nên chờ đợi cố gắng làm một bản tóm tắt về chi tiêu và thu nhập của bạn để tạo ra một kế hoạch cải thiện Nằm mơ thấy bé em bé trai ý nghĩa nằm mơ thấy mình bé em bé trai cảnh báo những mối nguy hại khi tham gia giao thông. Ở điểm tới bạn hãy hạn chế đi xe máy và đặc biệt là trong tình trạng tinh thần khôn được ổn định. Nằm mơ thấy mình bé em bé gái nếu em bé mình bế trong giấc mơ là bé gái thì đó là báo hiệu đường tình duyên đẹp. Bạn sẽ sớm tìm được người tâm đầu ý hợp và cùng người đó tạo nên hạnh phúc gia đình. Nằm mơ thấy người khác bế em bé giấc mơ này muốn nhắc nhở bạn hãy chú ý tư trang, vật tư cá nhân trong mọi tình huống để không bị kẻ xấu cướp mất. Thời gian này tốt nhất mang không nên mang theo nhiều tiền mặt hay những vật dụng giá trị cao ra đường. Nằm mơ thấy bế trẻ con đánh con gì, nằm mơ thấy bế trẻ con đánh con gì? Giải mã giấc mơ đến từ các chuyên gia và tìm được những con số may mắn đi cùng giấc mơ này nhé. Sổ mơ lô đề có từ giấc mơ thấy bế trẻ con cung cấp cho bạn những con lô chính xác nhất để tìm đường vào bờ ván cược. Nằm mơ thấy bế trẻ con chung chung, không rõ chi tiết đánh ngay cặp số 10 và 29. Mơ thấy bế con nít đánh con gì, mơ thấy bế con nít đánh con gì? Đừng bỏ quên con số may mắn đằng sau giấc mơ này để đánh lô đề nhé. Nằm mơ thấy bế trẻ con đánh số gì, nằm mơ thấy bế trẻ con đánh số gì? nằm mơ thấy điều này thì nên chọn một trong những con số sau để tìm kiếm Giải mã giấc mơ thấy trẻ sơ sinh nếu nằm mơ thấy trẻ sơ sinh. Thông thường nếu bạn thấy trẻ sơ sinh trong giấc mơ thì đây là một dấu hiệu báo rằng công việc của bạn sẽ rất thuận lợi và đạt được những thành tựu lớn đó. Đối với nữ thì đó chính là họ đang khao được làm mẹ nhưng đối với đàn ông đây lại là điểm xấu có thể gia đình sắp gặp chuyện không tốt. Giấc mơ sinh em bé trẻ sơ sinh nếu như trong giấc mơ bạn đang trên đường đi sinh em bé thì có nghĩa là bạn đang có dấu hiệu trốn tránh trách nhiệm và thiếu tự lập trong cuộc sống bạn muốn được chăm sóc và muốn phụ thuộc vào người khác nếu như bạn đang mang thai và gặp giấc mơ sinh em bé thì không cần quá lo lắng đây có thể chỉ là bạn đang lo lắng và căng thẳng trong giai đoạn sắp sinh em bé mà thôi giấc mơ có em bé nếu như bạn mơ thấy bản thân bạn hoặc một người nào đó đang có em bé thì đây là điềm báo rằng bạn sẽ đưa một ý tưởng hoặc một dự án tuyệt vời hoặc đây cũng có thể là thông báo bạn sắp có sự kiện nào đó mơ thấy có trẻ sơ sinh vừa mới đẻ ra vẫn còn đỏ hòn báo hiệu sẽ gặp một điều gì đó khiến bạn sốc hãy chú ý cẩn thận nhé mơ thấy ôm trẻ sơ sinh báo hiệu tốt lành bạn sẽ nhận được thứ gì đó rất quan trọng mơ thấy trẻ sơ sinh bị mất giấc mơ mang tới điểm báo cực xấu báo hiệu có một người thân của bạn sẽ ra đi với giấc mơ này bạn hãy chuẩn bị tâm lý trước nhé phụ nữ đang mang thai nằm mơ thấy trẻ sơ sinh hãy cẩn thận cái thai ở trong bụng vì vậy bạn cần chú ý việc đi lại vận động ăn uống khoa học nếu là người kinh doanh mơ thấy trẻ sơ sinh, điểm báo giấc mơ tốt, bạn chuẩn bị kế hoạch tốt và công việc này sẽ giúp bạn kiếm được nhiều tiền, vươn tầm. Mơ thấy trẻ sinh đôi sơ sinh. Đây là giấc mơ tốt dù nữ hay là nam, báo hiệu công việc gặt hái thành công. Mơ thấy trẻ sơ sinh ị, báo hiệu những thay đổi mà bạn nên thực hiện trong công việc và cuộc sống mơ thấy trẻ sơ sinh biết nói nói chuyện điềm báo xấu nhắc nhở công việc hay cuộc sống sắp tới sẽ gặp khó khăn vì vậy hãy cần chú ý trong công việc cẩn thận và tránh mắc sai lầm trong công việc cũng như cuộc sống mơ thấy trẻ sơ sinh khóc báo hiệu sắp tới bạn sẽ phải chịu áp lực từ công việc cuộc sống tuy nhiên hãy bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo để giải quyết công việc ổn thỏa bạn có thể xin nghỉ phép để đi du lịch lấy lại tinh thần, động lực. Mơ thấy trẻ sơ sinh mọc răng, điểm báo tốt, kế hoạch công việc của họ sẽ được thực hiện một cách thuận lợi. Đặc biệt được quý nhân giúp đỡ. Giải mã ý nghĩa ẩn chứa sau giấc mơ thấy trẻ con nếu nằm mơ thấy một em bé thì đây là giấc mơ thể hiện một khía cạnh tính cách còn trẻ con ở trong bạn bởi trẻ con là tượng trưng cho sự thuần khiết vui vẻ và hạnh phúc nên giấc mơ thấy trẻ con là giấc mơ đẹp mang điềm báo tốt lành giấc mơ này báo hiệu rằng bạn sẽ gặp được may mắn thuận lợi và có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc bên cạnh đó giấc mơ thấy trẻ con cũng là lời cảnh báo bạn đang bị áp lực kìm nén bạn nên dành thời gian để nghỉ ngơi thư giãn tránh bị căng thẳng quá độ 2. Giải mã giấc mơ thấy con nít trẻ con nằm mơ thấy em bé hay con nít nhảy múa. Nếu trong mơ bạn thấy có trẻ em đang đi bộ hay nhảy múa vui vẻ thì đây là giấc mơ báo hiệu cho bạn rằng giai đoạn khó khăn đã qua đi, bạn sẽ nhận được tin vui. Cuộc sống của bạn sẽ tràn ngập hạnh phúc. Tuy nhiên, đây cũng là một lời nhắc nhở bạn cần cẩn trọng hơn trong các quyết định của mình nhé. Nằm mơ thấy con nít đang cười với mình, điểm báo giấc mơ tốt nếu như bạn thấy một em bé mỉm cười với bạn trong giấc mơ thì đây là điềm báo báo hiệu rằng bạn sắp có tin vui đó nằm mơ thấy mình đánh trẻ con nếu như bạn mơ thấy bạn đánh hoặc đánh nhau với trẻ con thì đây là lời nhắn nhủ rằng bạn đang có chuyện khó chịu không hài lòng với một ai đó có thể là bạn bè đồng nghiệp hay người thân của bạn giấc mơ thấy đánh trẻ con hay đánh nhau với trẻ con thể hiện bên trong bạn đang có những xung đột về khía cạnh cá tính và nhân phẩm mơ thấy bạn đang ẵm em bé từ trong chậu nước điềm báo bạn đang đi lùi bước hiện tại bạn đã và đang đưa ra quyết định lùi lại phía sau để tránh những rủi ro không đáng có mơ thấy mình cứu được một em bé nếu như bạn thấy trong giấc mơ bạn đang cố cứu sống một em bé đã chết thì có nghĩa là bạn đang từ chối sự đổi mới chuyển tiếp của cuộc sống và bạn đã đánh mất một phần các phẩm chất cũng như khía cạnh cá tính bên trong bạn nằm ngủ mơ thấy em bé đang học bài đây là giấc mơ tốt sắp tới bạn sẽ gặp niềm vui cũng như uy tín thương hiệu được nhiều người biết đến ngủ mơ thấy em bé đang khó chịu và giận dữ nhắc nhở bạn là có kẻ tiểu nhân đang muốn hãm hại bạn mơ thấy mình lạc mất đứa trẻ nếu như bạn mơ thấy mình bỏ quên con hoặc làm lạc một đứa bé thì có nghĩa là bạn đang khá choáng ngợp bởi trách nhiệm bạn đang cố che giấu nỗi đau áp lực và những yếu điểm bên trong bạn bên cạnh đó giấc mơ này cũng thể hiện rằng do hoàn cảnh cuộc sống mà bạn đã bỏ quên một khía cạnh khác của bản thân lời nhắc nhở khi gặp giấc mơ này đó là đừng quá chú ý vào tiểu tiết mà hãy nhìn thoáng hơn quan tâm đến sở thích của bản thân hơn rồi bạn sẽ nhìn thấy những điều quan trọng hơn trong cuộc sống của mình đó bạn cũng có thể lên những kế hoạch hoặc tiếp tục những dự án đã bỏ lỡ điều quan trọng là bạn phải biết đâu là điều quan trọng và điều bạn nên quan tâm mơ thấy em bé bị mất giấc mơ thấy em bé bị chết là giấc mơ thể hiện sự bất an có thể là một người quan trọng hay một điều gì đó sẽ biến mất khỏi cuộc sống của bạn bạn mơ thấy bạn ngâm một đứa bé vào chậu nước rồi lại bế lên thể hiện sự lùi bước bạn đang quyết định lùi lại để không phải chịu trách nhiệm nếu bạn mơ thấy một đứa trẻ bị rơi từ trên cao hay bị té ngã ám chỉ rằng bạn đang đánh mất đi sự ngây thơ và trong sáng ngủ mơ thấy trông con chăm sóc trẻ nếu như bạn mơ thấy bản thân đang trông con hay trông em bé nào đó nhưng chúng lại không biết sự có mặt của bạn ám chỉ rằng những giá trị và khả năng tiềm ẩn trong bạn chưa được bạn nhận ra lời khuyên cho bạn khi gặp giấc mơ này đó là hãy tìm hiểu và thấu hiểu bản thân hơn nữa nhé giấc mơ thấy trẻ con khóc giấc mơ thấy một đứa bé đang khóc mang ý nghĩa báo hiệu sự bệnh tật và thất vọng bạn cần chú ý chăm sóc sức khỏe của mình hơn ngoài ra giấc mơ này cũng thể hiện rằng bạn chưa hoàn thành được mục tiêu đã đặt ra giấc mơ thấy đứa trẻ bị bỏ rơi nếu trong giấc mơ bạn thấy một em bé bị bỏ rơi thì đây chính là lời nhắc rằng bạn đang thiếu trách nhiệm với bản thân và con cái của mình đây cũng là giấc mơ thể hiện nỗi sợ về khả năng bảo vệ và chăm sóc con cái của bạn giấc mơ thấy đứa trẻ bị bỏ đói nếu bạn mơ thấy một đứa trẻ bị bỏ đói thì đây là giấc mơ thể hiện rằng bạn đang lệ thuộc vào người khác bạn gặp khó khăn và thiếu thốn trong cuộc sống giấc mơ thấy bị xa chia cách con cái giấc mơ này thể hiện sự thất bại của một số nỗ lực cá nhân hoặc một trở ngại nào đó của một số lý tưởng mà bạn có giấc mơ sinh em bé trong nước hoặc bể bơi nếu như bạn mơ mình sinh con trong bể bơi hoặc ở môi trường nước thì đây là giấc mơ thể hiện rằng bạn đang tìm kiếm sự thoải mái cho bản thân ngủ mơ thấy bồng hay ẵm em bé nếu thấy đang bế em bé trai thì đó là điềm báo tốt đẹp cho bạn và gia đình sắp tới những kế hoạch đều sẽ đạt được thành tựu nhất định nếu đó là em bé gái thì sẽ không được suôn sẻ báo hiệu điềm báo sắp tới sẽ phải gặp với những bất hòa trong thời hạn sắp tới Tuy nhiên, nếu người mơ là phụ nữ vừa mới kết hôn thì giấc mơ này cho thấy bạn sắp gặp được nhiều điều như mong muốn về con đường tài lộc. Con số may mắn khi mơ thấy trẻ con, em bé, con nít chiêm bao thấy trẻ sơ sinh, con số may mắn không chín nằm mơ thấy trẻ con, em bé mọc răng, con số may mắn là 65 và 92 nằm mơ thấy trẻ con đuổi theo mình. Con số may mắn là 13 và 65 chiêm bao mơ thấy trẻ sơ sinh bị chết, con số may mắn là 44 chiêm bao mơ thấy cặp trẻ sơ sinh sinh đôi, số may mắn là 22 và 99 nằm mơ thấy hôn trẻ con. Số may mắn là 01 và 34 nằm mơ thấy trẻ con em bé nhảy múa, số may mắn là 17 và 56 chiêm bao thấy em bé con nít trẻ con, số may mắn là 09 và 67 chiêm bao mơ thấy trẻ sơ sinh vừa mới đẻ. Số may mắn là 19 phụ nữ đang mang bầu ngủ mơ thấy trẻ sơ sinh, số may mắn là 10 và 41 ngủ mơ thấy trẻ con đang nhảy múa, số may mắn là 24, 81 và 49 nằm mơ thấy em bé đang mỉm cười với bạn. Số may mắn là 10, 24 và 64 nằm mơ thấy trẻ con theo mình, số may mắn là 38 và 49 ngủ mơ thấy em bé bị khuyết tật, số may mắn là 34 và 22 ngủ mơ thấy mình tìm thấy được một đứa trẻ, số may mắn là 27 43 và 86 ngủ mơ thấy con nít cãi nhau, số may mắn là 89 và 98 ngủ mơ thấy cặp sinh đôi, số may mắn là 88 mơ thấy bé gái, số may mắn là 00 mơ thấy bé trai, số may mắn là 11 ngủ mơ thấy em bé bị chết Số may mắn là 65 và 92 nằm mơ thấy tiếng trẻ con khóc, con số là 11 và 36 nằm mơ nghe thấy tiếng trẻ con khóc, con số là 33 và 47 nằm mơ thấy hồn ma trẻ con. Con số là 14 và 52 ngủ mơ thấy em bé bị đói, con số là 66 và 13 ngủ mơ thấy em bé đang tập đi, con số là 44 và 95 nằm mơ thấy em bé đang khóc, con số là 11 và 36 nằm mơ thấy trẻ con hát. Con số là 27 và 72 nằm mơ thấy trẻ con chết đuối, con số là 93 nằm mơ thấy nhiều em bé, trẻ con. Con số may mắn là 10 và 51 trên đây là những giải mã giấc mơ thấy em bé được chúng tôi tổng hợp từ nghiên cứu của các chuyên gia giải mã giấc mơ. Qua đây, bạn biết được giấc mơ thấy bé gái của mình báo hiệu điềm báo gì cùng với những con số may mắn cho bạn cùng với đó xem thêm hàng ngàn tin tức hấp dẫn khác tử vi mỗi ngày vn cùng chúng tôi nhé